Ngày 6 tháng 7, Hội đồng Nhân dân xã Linh Thông đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ra chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện, ứng cử tại đến vị xã. Đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử xã về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu, người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đã bầu được 18 đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Linh Thông có nhiệm vụ quan trọng đó là bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bầu cử, đồng chí Lưu Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lưu Viết Viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã có 23 trên 23 xã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn để bầu ra các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026.